Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Giá Mít Thái cập nhật sáng sớm ngày 8 tháng 1, 2024. Giá mít đi ngang sáng hôm nay sau khi tăng vào chiều tối hôm qua. Hàng kem 3 có thay đổi quy cách bắt mít lên 5kg nha bà con. Tại Tiền Giang, kem nhất 23.000 đồng. Kem nhì có giá 18.000 đồng, kem 3 10.000, mít chợ từ 4-5.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An kem nhất 22.000, kem nhì 17.000, kem 3 9.000 và mít chợ là 4.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang kem nhất 21.000, kem nhì 16.000, kem 3 8.000 và mít chợ là 3.000 đồng. Vĩnh Long, Trà Vinh kem nhất 21.000, kem nhì 16.000, kem 3 8.000 và mít chợ 3.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận kem lớn 16.000, kem nhỏ 7.000 đồng, mít chợ 4.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương kem lớn 15.000, kem nhỏ 7.000 và mít chợ 3.000. Tây Nguyên kem lớn 13.000, kem nhỏ 5.000 đồng, mít chợ 3.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Bà con có thể nhấn vào nút đăng ký để theo dõi thêm những thông tin khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.